đã xác định rất rõ ràng. Vì thế khi quy y Tam Bảo thọ năm giới, người cư sĩ cần phải sống đúng năm giới. Nhưng mấy ai đã giữ gìn năm giới trọn vẹn? Một tiêu chuẩn có năm điểm để được đậu làm thân người. Nhưng nhìn những người xung quanh ta, tuy đã thọ năm giới, nhưng mấy ai đã giữ được trọn vẹn? Mặc dù có người đã thọ năm giới rất lâu, có thể từ 5 năm hay 10 năm, thế mà giờ này còn có người vi phạm. Trong năm giới này gồm có: 1. Sát sanh, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Uống rượu. Trong năm giới này, giới trộm cắp, tà dâm và uống rượu là dễ giữ gìn, còn giới sát sanh và giới vọng ngữ là khó ngữ. Nói khó không có nghĩa là giữ không được. Người tu sĩ hiện nay năm giới này còn giữ không trọn, huống là người cư sĩ. Bởi vậy, được thân người khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển đông. Nói khó được thân người, tức là nói giữ gìn năm giới rất khó. Khi mất thân rồi, phải trải qua vô lượng kiếp mới làm được người. Thế mà mọi người có thân chẳng mấy ai quý trọng. Mỗi phút thời gian trôi qua, làm sao chúng ta cứu được thân? Nhờ có thân tu tập mới mong giải thoát luân hồi sanh tử. Không có thân lấy gì tu tập giải thoát được, phải không quý vị? Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Năm giới này là năm hành động đạo đức làm người. 1. Giới thứ nhất, không sát sanh. Giới này xác định quý vị có được thân người hay không. Nếu quý vị phạm giới này thì không bao giờ quý vị được làm thân người nữa. 2. Giới này dạy: không vì sự sống của ta mà ta nợ sống trên sự giết hại và làm đau khổ của muôn loài vật khác. Trong sự đau khổ đó có con người. Giới này là một hành động đạo đức hiếu sinh. Chỉ có con người mới thực hiện lòng thương yêu ấy. Chỉ có con người mới tu tập rèn luyện đạo đức này. Còn tất cả loài thú vật trên hành tinh này không thể hiểu biết và tu tập rèn luyện đạo đức này được. Con người nhờ có tri kiến hiểu biết thiện và ác, còn con thú thì không phân biệt được thiện ác. Do biết phân biệt nên Đức Phật mới dạy cho con người sống đạo đức hiếu sinh. Vì có thương chúng sanh mới có thương mình. Có thương mình không nên làm khổ chúng sanh. Làm khổ chúng sanh tức là làm khổ mình. Tại sao vậy? Vì luật nhân quả. Khi làm khổ chúng sanh tức là huân sự khổ đau vào mình. Cho nên người nào ăn thịt và giết hại chúng sanh thì người ấy đã huân sự bệnh tật tai nạn vào mình và những người thân của mình. Tích thiện giao nhân, ta thắp sáng bầu trời, đem lợi ích cho muôn loài là niềm vui hạnh phúc. Giới thứ nhất của Phật dạy chúng ta biết tạo nhân quả, không sát hại và ăn thịt chúng sanh, để không vay nợ tương máu và thân mạng chúng sanh, nhờ đó mới được thân người. Nếu giết hại và ăn thịt chúng sanh là phải trả nợ máu xương và thân mạng, tức là phải làm thân chúng sanh để cho người khác giết hại và ăn thịt lại. Điểm cao nhất của giới này là để được làm thân người, đó là đạo đức làm người thứ nhất của người cư sĩ. Đạo đức này đã không giết hại và ăn thịt chúng sanh, mà còn thương yêu tất cả chúng sanh như con mình. Muốn được làm thân người thì quý vị phải nhớ kỹ lời dạy này, phải nhớ kỹ giữ gìn đạo đức này, đạo đức hiếu sinh. Đạo đức này chỉ có con người mới có. Nếu không giữ gìn được đạo đức này thì chớ mong có được thân người ở kiếp mai sau. Do đức hạnh này mà Đức Phật dạy,
thân người khó được. Chỉ trong giới này cũng đủ xác định kiếp sau của quý vị còn có được thân người hay không. Nếu quý vị giết hại và ăn thịt chúng sanh thì chắc chắn kiếp sau quý vị không được làm thân người. Luật nhân quả rất công bằng. Vì thế kiếp sau quý vị phải làm thân chúng sanh để trả vay nợ máu xương như chúng tôi đã nói ở trên, thì quý vị làm sao có thân người được. Còn bốn giới kia, để xác định đời sống của quý vị khi có thân người được hạnh phúc sang giàu hay khổ đau nghèo cùng, có tình nghĩa hay bạc tình, có thông minh hay u tối.